Tết đến xuân sang, khuyến mại rộn ràng, nhận ngay 1 triệu đồng lộc đầu xuân. Đầu xuân, laptop TCC xin kính chúc quý khách hàng một mùa xuân tươi đẹp, vạn sự như ý, thành đạt và may mắn. Laptop TCC xin gửi tặng tới quý khách hàng chương trình giảm giá và ưu đãi cực kỳ lớn. Nhận lộc đầu xuân cùng laptop TCC. Nhận ngay lì xì 200.000 khi mua máy từ 8 đến 15 triệu. Lì xì 300.000 khi mua máy từ 15 đến 25 triệu. Mua máy từ 25 đến 40 triệu nhận ngay lì xì 500.000. Và nhận ngay lì xì 1 triệu khi mua máy từ 40 triệu trở lên. Đặc biệt hơn cả, vào ngày mùng 6 tháng 1 âm lịch, tức ngày mùng 6 tháng 2 dương lịch. Lì xì 500.000 cho 20 khách hàng đầu tiên mua máy tại laptop TCC. Chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2 tại tất cả các cơ sở của laptop TCC. Ngoài lộc đầu xuân, khi mua máy, quý khách sẽ nhận được thêm bộ phụ kiện cao cấp và ưu đãi VIP bao gồm ba lô thời trang sang chảnh, túi chống sốc cao cấp, chuột không dây chính hãng, bàn di chuột siêu xịn, tân màu màn hình miễn phí, vệ sinh và cài đặt miễn phí ship nội thành Hà Nội. Sự ủng hộ và tin tưởng của quý khách hàng là yếu tố quan trọng nhất, góp phần vào sự phát triển của laptop TCC. Một lần nữa, laptop TCC xin cảm ơn và kính chúc quý khách hàng năm mới 2022 an khang, thịnh vượng.